Dạ, xin chào cả nhà. Bữa nay ngồi em à. Bữa nay đâu có máy đúng không? Nước này có chai nước ngọt. Dạ bác cứ ngồi tự nhiên đi bác. Đây nè cô Bảy đây. Đây là cô Bảy. Con cô Bảy đó. Đứng trong, đứng trong này bị ánh sáng, đứng chân trong. Rồi bà nhìn đây con chút xíu bà ha. Tại cũng còn một số người bên đó nữa cũng góp tiền á, cho nên tụi con quay để cho mấy người đó coi. Dạ, chứ không có ý gì. Dạ. Hiếu vô nó hiếu là cái mối mối kết nối mà. Tôi mới có cái nói mà nhờ Hiếu rồi mới biết được cái chị rồi mới giúp đỡ. Hôm nay Hiếu muốn nói gì không? Nói chung là cũng máy ấm này cũng được tiền được và nhờ các mạnh thường quân xa gần trong và ngoài nước giúp đỡ. Nói chung là không biết bao giờ mà chị này có được chút có được một cái máy ấm như thế này. Tại vì cũng có thể nằm mơ thôi. Tại vì một ngày làm được 100 ngàn, tuần lễ làm 5 ngày tương đương 500 ngàn, một tháng là 2,5 triệu rưỡi. Nhà tài trợ Mạnh Thường Quân được cho em cắt cho em số tiền cắt được cái nhà che mưa che nắng, em rất là cảm ơn. Rồi sẵn em nói số tiền này của bao nhiêu người đó. Giờ mình nói lại đi, có Phương nè, Phương vô ngồi là trong đó. Số tiền của bạn là Phương nè, chứ là Phương có về nè. Bây giờ chồng em Hải Phí với lại Yến Vinh. Đó là gửi 25 triệu ha. Rồi phụ xây cái nhà. Cái này là tới chứng kiến cái nhà xây xong mình thấy rất là vui, mừng cho Úc, cho con trai Úc luôn. Nhắn cho bạn bè một tiếng. Không nói gì không? Không nói gì không? Con cố gắng học hành cho giỏi ha. Mong muốn các mẹ rồi nuôi mẹ em. Dạ. Rồi như vậy thôi. Anh. Mình đứng lên trên đây anh chị về Việt Nam là giúp đỡ người nghèo, giúp thầy mấy anh vô giúp chúng luôn, vô giúp chúng đi cho chúng luôn cái vô luôn. Dạ. Rồi anh chụp thật khỏi quay đó, giờ anh chụp. Rồi đó, chụp rồi đó. Hội chữ thập đỏ của sao? Vô đây nè, cho cảm ơn. Hello, chị có gái đủ gắm đi không? Dạ. Bên Australia về hỗ trợ cho bên trên này. Dạ. Cảm ơn.
Rồi, 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 em tắt pin, tắt pin. Rồi, em chụp anh mở bằng ngoài. Rồi, tắt pin, tắt pin. Có gì lại bên đó để coi. Chính quyền của xã Long Định, tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi tên Lê Bảo Quốc, là chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ của xã Long Định. Hôm nay thông qua sự làm quen với lại anh Hiếu có giới thiệu tất cả các anh em ở trong nước và ngoài nước về hỗ trợ để xây dựng cái mái ấm tình thương cho cô Phạm Thị Út ở xã Long Định, thay mặt cho gia đình, chính quyền địa phương và Hội Chữ Thập Đỏ của xã Long Định, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã cùng chung tay góp sức cho cô Út có được cái mái ấm ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Bây giờ ai tặng quà cho gia đình đó thì anh phát biểu của anh Quốc, Hội Chữ Thập Đỏ xã Long Định, thưa quý anh chị mạnh thường quân của họ hội từ thiện về đây để bàn giao nhà máy ấm tình thương ở địa phương, thì tôi đại diện đoàn thể ở địa phương và gia đình của cô Út cảm ơn tất cả mọi người đến đây để chia sẻ, tạo điều kiện rất cho nhà của Út một cái mái nhà mái ấm tình thương, thì tôi xin đại diện cho địa phương cảm ơn, chân thành cảm ơn tất cả với anh chị trong cái hội, kính chúc sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công trong mọi công việc. Tôi cũng mong rằng trong sắp tới thì tại vì địa phương thì rất là gia đình thì rất là địa phương thì rất là nghèo khổ, cho nên nếu có điều kiện thì mong rằng quý mạnh thường quân có điều kiện đi về giúp đỡ cho địa phương này, cũng cảm ơn. Hãy phát biểu và cảm ơn. Để tới Hiếu, tới Hiếu báo cáo thực chi. Xin phép báo cáo phần thu chi luôn nha. Vô vô đây nè. Chị cắm bà điện, chị cắm đi ngang, chị cắm với bà đó. Dạ, xin mời phép báo cáo phần thu chi kinh phí bằng nhà này. Tổng cộng là phần thu, về phần thu là báo cáo trước thì hai phần, phần thu và phần chi. Phần thu là trực tiếp và gián tiếp nha. Phần trực tiếp là có chị Mạnh Thường Quân là bên Thúy, Phương, Yến. Đó là tổng cộng là 25 triệu đồng. Rồi bác sĩ Lê Quốc còn 100 ngàn. Lê Vĩ Linh 500 ngàn, Thảo Linh 50 đô, đổi ra là 800 ngàn, tổng cộng là 26 triệu 400 ngàn. Đó là phần trực tiếp ghi nhận. Còn phần gián tiếp là rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn là thầy Quốc ở đây là bên Hội Chữ Thập Đỏ là đã tích cực rất là vận động, là công sức rồi anh em thợ hồ phụ đồ rất là nhiều để tiết kiệm tối đa chi phí. Là còn vận động thêm là số tiền là tổng cộng là 6 triệu 700 ngàn đồng. Dạ, để ủng hộ và giám thiện nguyện Nhàn Long Định ở đây, Nhàn đây là hỗ trợ là 1.900.000, tổng cộng phần thu là thu được tổng cộng mình là 35 triệu, chẳng là 35 triệu phần thu. Về phần chi là có chi trong 4 cái hóa đơn ở đây, là có tất cả là 4 cái hóa đơn nha, có gì chắc dạ, hóa đơn xây dựng đây là có tổng cộng là 4 cái hóa đơn rất là rõ ở đây. Đây là có 4 hóa đơn rất là rõ ở đây, phần thu hóa đơn trong đó là tiền công thợ chỉ hiểu phần khác là thầy Quốc ở đây thì vận động để mà là phụ tiền công là không có tính gì hết, chỉ có tốn tiền phần xây thôi, là tiền vật liệu dần chuyển chuyển rồi dưới đây là thầy Quốc là vận động anh em mà bên hội là giúp đỡ với lại sớm giềng bà con nói sớm là giúp đỡ cái phần đó nên nó tiết kiệm tối đa luôn, là chỉ có 12 công thợ thôi, là tính giá cũng rất đặc biệt là 200.000, là 2.4 triệu, khủng khiếp vào cái nhà làm tiền công 2.4 triệu. Rồi xin báo cáo để mình mừng nha. Dạ, quên lên nè. Trong đó các phần khác nữa là toan, cột, xà gồ, khung cửa sổ với lại khung cửa là toàn bộ là mới 100% hết, là tổng cộng là 20.161.000.
là phần đó là cũng có rất là rõ trong trong bốn cái hóa đơn của bên sắt, tổng cộng bốn hóa đơn ở đây có rất là chi tiết, em sẽ công khai hết toàn bộ trên mạng thôi. Chỉ có tốn tiền này, tiền đó thôi. Thôi bây giờ em đọc nhanh luôn là về phần bốn cái hóa đơn xây dựng trước nha, là cát xây 6 khối, cát lắp 15 khối, đá 1-2-4 khối nhanh lắm anh. Gạch là 3.500 viên, xi măng là 23 bao, sắt phi 8 25 kg, sắt phi 6 6 kg, tổng cộng hết phần đó thôi. Bốn hóa đơn đó. Tổng cộng đó là bốn hóa đơn đó là bao nhiêu tiền? Bốn hóa đơn với lại 20.161.000 tiền sắt, tổng cộng là 32.533.000. Đó là tổng cộng về cái nhà này. Rồi trừ 35 triệu là còn 2.467.000. Dạ. Còn tổng cộng là 2.467.000. Em sẽ chi mua theo ý các bạn thường quân, còn lại là chi giúp gạo 10 kg gạo tài nguyên, tức chi là tượng trưng cho là để sự no ấm á, hưng thịnh đó, no ấm hưng thịnh ha, để có năm mới đó, gạo tài nguyên 150.000, với chi mua cái quạt là 340.000, phần còn lại là 2.467.000. Em sẽ trừ ra hai khoản đó, còn bao nhiêu sẽ quy thành bao thư gửi cho chị toàn bộ phần còn lại. Dạ, xin cảm ơn ha. À, như vậy là ngôi nhà này là, thì xin nói lời cảm ơn. Như vậy là ngôi nhà này là tưởng chừng như là trong mơ, nhưng mà cuối cùng là do mưa gió bão bùng thì cọp siêu dẹo đã dần dần được hình thành, và nhờ sự chung tay góp sức của các mạnh thường quân trong và ngoài nước, các nhóm, các hội, đặc biệt là hội chữ thập đỏ cũng như bà con lối xóm phụ giúp ngày công để tiếp tiết kiệm chi phí xây dựng. Xin cảm ơn chính quyền sở tại có mặt nơi đây để hoàn thiện quá trình này, và cũng cảm ơn chính quyền đã tạo mọi điều kiện để mà công trình này hoàn thành rất suôn sẻ nha. Dạ, cảm ơn rất là nhiều, để mong chính quyền là các cấp là giúp đỡ thêm nữa để tạo mọi điều kiện cho dân ổn định. Chú có thầy gì phát biểu không? Ôi, đủ rồi, không có nói nhiều. Chú Bác là làm nhiều chứ không có nói nhiều. Vô trong cho nó mát. Để lo cho con ha. Rồi, rồi có ai tặng quà thì tặng quà gì cho nhà thì... phần trong cái phần 2 triệu mấy đó, 2.400.000 đó ha. Là theo ý nghĩa là bây giờ tượng trưng là tặng 10 kg gạo, là gạo tài nguyên, để mà cho nó cuộc sống nó no ấm hơn nữa, không cần phải từ thiện nữa, sau này giúp người ta thêm luôn ha. Nghe nghe từng chân nha, gạo tài nguyên nha. Một ký trích trong phần 2 triệu mấy đó còn lại và tặng cho cây quạt luôn 300.000+, còn là bao nhiêu là sẽ chi hết toàn bộ cái đó là để dành cho chị Út, để không phải là gì mà để Tết sắp tới ha, để mà lo cho cuộc sống hai mẹ con sắp tới ngày Tết ngày xuân nha. Với lại trang trí dù phần còn lại mới thích gì làm đó, còn lại là 2 triệu mấy đó thì em đấy. Rồi, cảm ơn. Đi gạo chỉ đi, mình để đó đi. Rồi, rồi chị để